phạt dành cho đội U15 thành phố Hồ Chí Minh. Pha phạm lỗi trong vòng cấm, phạt đền. Cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Thanh Xuân sẽ là người thực hiện pha đá phạt đền. Không còn là Trần Minh Chiến nữa. Minh Chiến đã đá hỏng ở trong trận gặp Viettel. Và lúc này thì số 9 Nguyễn Thanh Xuân được trao nhiệm vụ đá phạt đền. Thanh Xuân sẽ đối diện với thủ môn Nguyễn Đức Công. Cơ hội rất rõ để cho Thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn mở tỷ số. Bao. Và như vậy bàn thắng được ghi cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút tới 9. 1-0. Đội bóng áo đỏ chơi tốt hơn, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng rất tốt sai sót ở hàng phòng ngự U15 BKMX Bình Dương. Pha phạm lỗi trong vòng cấm quá lộ và trọng tài Nguyễn Văn Phúc ngay lập tức cho Thành phố Hồ Chí Minh hưởng quả đá phạt đền. Góc khán đài của các cầu thủ trẻ từ Học viện Olympic Lyon, những đồng đội và lứa đàn em của các cầu thủ đang thi đấu trên sân bên phía U15 Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa xem lại pha đặt lòng đánh lừa thủ môn Nguyễn Đức Công. Đây là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Pha mở bóng dài lên phía trên. Rất tốt, cơ hội đây ơi, sút. Quá đáng tiếc. Đó là pha dứt điểm của Duy Khoa. Cao Hoàng Hải, sút. Không vào. Và kể cả là yếu tố trực tiếp hơn là đối đầu trực thì Sông Lam Nghệ An rõ ràng là lợi thế hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Đội Thành phố Hồ Chí Minh nếu như thắng với BKMX Bình Dương thì cũng phải chờ đợi Sông Lam Nghệ An thất bại trước Viettel mới giành quyền đi tiếp. Đánh đâu không được. Cục diện của bán à rất hấp dẫn. Hoàng Hải, Đăng Huy, Duy Khoa. Đăng Huy rất khéo, sút rất hay. Không được. Đăng Huy đã có một tình huống quạt bóng và dứt điểm. Pha xử lý để mở rộng góc sút cơ bản nhưng hiệu quả, đã hóa giải được pha đeo bám của hậu vệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Cú sút này đưa bóng đi đến gần vị trí của Nguyễn Tân. Pha đi bóng Hữu Luân tạt vào rất tốt. Đây là Cao Hoàng Hải, sút. Cú sút vô lê nửa nãy không thành công của số 10. Trong trường hợp BKMX Bình Dương lội ngược dòng và đánh bại được Thành phố Hồ Chí Minh ở trong trận này thì BKMX Bình Dương sẽ có 6 điểm sau khi bị dẫn bàn. BKMX Bình Dương vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Sút. Đăng Huy không được. Bóng đã chạm tay cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và quả đá phạt đền dành cho BKMX Bình Dương. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc đã đứng rất gần với tình huống vừa rồi. Chúng ta có thể xem lại pha bóng này.
Nguyễn Đăng Huy của BKMX Bình Dương đang đứng trước bóng. Chiều cao rất tốt của thủ môn Nguyễn Tân. Khi thủ môn này đứng và giơ tay lên thì cũng có thể gần chạm với Sàng An. Nguyễn Tân cao hơn 1m80, thể hình rất đẹp ở độ tuổi U15. Vào. Thủ môn Nguyễn Tân đã đoán đúng hướng. Nhưng vừa rồi thì cú sút của Nguyễn Đăng Huy là rất khó. Sông Lam Nghệ An đã có bàn vượt lên dẫn 2-1 với pha lập công của số 11 Phan Anh Tài. Anh Tài đã có bàn thắng thứ tư tại giải. Sông Lam Nghệ An đang dẫn trước Viettel 2-1 cũng ở trong những giây cuối cùng của hiệp một này. Hai cặp đấu đều có những kịch bản rất hấp dẫn từ đầu cho đến cuối hiệp một. Người ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An là Phan Anh Tài. Và cầu thủ vừa đã ghi bàn giúp cho BKMX Bình Dương của mình tỷ số 1-1 là Nguyễn Đăng Huy, số 8. Chúng ta xem lại phóng này. Đăng Huy sút phạt đền rất căng. Cơ viên đăng ký nhất cho chức vô địch của giải năm nay, Sông Lam Nghệ An. Bỏ bàn trống anh Khoa. Cú sút bóng đi vọt sang ngang. Rất đáng tiếc, số 5 của BKMX Bình Dương đã bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn. Một kết quả đang làm nức lòng người hâm mộ xứ Nghệ, những người rất quan tâm. Vòng chung kết lần này không vào. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Cơ hội được trao cho Hữu Luân. Không, đó là cú sút của Đăng Huy. Hữu Luân di chuyển ở phía trong. Mình chuyển rất khôn ngoan. Cơ hội, thấy không? Vào. Một pha phối hợp ở trung lộ quá hay của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Sông Lam Nghệ An và Viettel vẫn đang có tỷ số là 2-1. Và nếu như kết quả này được giữ nguyên thì hai đội đi tiếp vẫn là Sông Lam Nghệ An và Viettel. Bởi vì dứt điểm. Vào. Trung Toàn, trung vệ mang áo số 4 đã ghi bàn. Trung Toàn đã có một cú sút vô lê. Bàn thắng thứ hai của Lê Trung Toàn ở giải lần này. Trung Toàn đã ghi bàn giúp cho BKMX Bình Dương gỡ hòa 1-1 trong trận thắng Sông Lam Nghệ An 2-1. Và đến trận này thì Trung Toàn lại tiếp tục tỏa sáng. Với các cầu thủ trẻ thì họ thi đấu với một tinh thần quả cảm, không biết sợ là gì. Đây là điều rất đáng khen từ đội U15 BKMX Bình Dương và U15 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Trần Minh Chiến và Quang ơi, đột phá của hai cầu thủ đối phương. Trọng Nhân, Thanh Soan vào không. Một pha dứt điểm rất hay của số 9. Chúng tôi vẫn có rất nhiều thiện cảm dành cho đội U15 Thành phố Hồ Chí Minh. Những cầu thủ gần như không còn cơ hội để đi tiếp vào bán kết, nhưng họ vẫn chơi đầy kiên cường, đầy quả cảm. Được hai bàn ở giải đấu này. Không có pha dứt điểm. Đây mới là pha đánh đầu. Nguyễn Đăng Huy, số 8 đã có pha đánh đầu đưa bóng quá cao so với khung thành Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, trong khoảng 5 phút cuối trận của giờ thi đấu chính thức này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật kết quả của cặp đấu cùng giờ để quý vị và các bạn được liệu rằng có một kỳ tích 3 quả đá phạt thành bàn trong 3 trận đấu hay không. Hoàng Hải sút
và thật tuyệt vời. Cao Hoàng Hải đã rất khôn ngoan. Quả đá phạt lần này không căng, không uống lượng cầu vòng. Niềm vui của Huỳnh Kesley Alves. Hoàng Hải đã đá bóng chìm, bóng đi trúng vào chân của một hậu vệ áo vàng, đội hướng và giúp cho BKMX Bình Dương vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 89. Quá tuyệt vời, rất nhiều cảm xúc. Tôi nói Cao Hoàng Hải đích thị là người hùng của BKMX Bình Dương ở vòng chung kết U15 quốc gia. Hoàng Hải đã thắp lại hy vọng cho BKMX Bình Dương trong chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ chính em, chính số 10 đã giúp BKMX Bình Dương vượt lên dẫn 3-2. Và trận đấu đang diễn ra đến phút 90 rồi. Niềm vui như vỡ òa từ băng ghế chỉ đạo và các cầu thủ dự bị BKMX Bình Dương. Bóng chạm vào hàng rào và chiến thắng với tỷ số 3-2 đã thuộc về U15 BKMX Bình Dương. Chúc mừng đội chủ giải, BKMX Bình Dương thắng 3-2 đầy kịch tính và nỗi buồn của thủ môn Nguyễn Tân. Rất chia sẻ với thủ môn của đội U15 thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh chơi đầy quả cảm nhưng họ đã thua ở phút 88. Ở đây là số 10 Cao Hoàng Hải. Cao Hoàng Hải đá phạt quá đỉnh, có thể khẳng định là như vậy. 3 quả đá phạt ghi 3 bàn thắng trong 3 trận. Và trong đó thì có 2 tình huống mang tính quyết định đem về 3 điểm cho đội BKMX Bình Dương. Hai đội đi tiếp vào vòng đấu bán kết là BKMX Bình Dương Nhất Bản và Sông Lam Nghệ An Nhì Bản. Hai đội này đều có được 6 điểm. Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh rời giải. Thưa quý vị và các bạn, buổi tường thuật của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu của vòng bán kết thứ 7 ngày 20.